Xong rồi tới em trai Đức Tuyết, anh Vũ Đức Thắng chờ em tí xíu nha, anh Thận Nguyễn với anh Minh Tâm chờ em Hân Lan nha. Xong rồi tới Lăng ơi, anh xin em hãy quay mặt lại đây. Trong giờ phút này, trong giờ phút mà tất cả chúng ta đang đứng một bờ sâu thẳm, một cái ranh giới cuối cùng. Hãy nói với anh một lời, dù là một lời nguyền rủa, mà còn thấy ấm áp hơn sự lạnh lùng và manh mặt của em. Anh bình, giữa chúng ta có điều gì đáng nói nữa đâu? Như thế có nghĩa là giữa em và Quân mãi mãi oán hận anh lắm phải không? Anh đang tự hỏi mình thì đúng hơn. Anh không còn đủ thì giờ để hỏi lại mình nữa rồi. Vì anh cảm thấy đất dưới chân mình đang rung chuyển, quyền lực trong tay của mình đang bị ra rời và hồ mình dần đang dần dần tắt liêm. Như thế là anh đã tự hỏi mình rồi, và anh cũng đã thấy anh mình nhân danh những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta. Tôi muốn nói anh một điều, đối với những ai sớm thức tỉnh muốn tìm lại cuộc đời trong tiếng gọi tình thương bao la của dân tộc, thì chắc chắn sự bất hạnh sẽ không đến với họ, mà ngược lại họ chỉ có hạnh phúc. Lăng Lăng ơi, có thật như thế không em? Vậy làm sao mà có được hạnh phúc trong khi bom đạn và mưu thâm kế độc của kẻ thù nó đã cướp mất mẹ mất anh? Và giờ đây anh sắp cất nón chào vĩnh biệt khi con tàu tàn bạo đã cướp mất em và quanh với bao người vô tội đi vùi chôn nơi con đảo mong trung. Hay quá anh ơi. Trời ơi giúp liễu anh mãi trong một ngày tối ngày lạnh lùng, vách đá quê tôm ôm kiếp thân trinh nữ, tay bàn tay bao tàn dồi dập nát tùy xương, sắp mất người thương mới biết suốt tình thương, cả bể hầm trời sầu chưa chan trong khe mắt em thanh thản. Hồn anh sống dậy trong hồn tiên sông núi, tim anh lắng nghe được tiếng gọi của tình thương, máu của anh đang tuôn chảy hòa tan trong lòng người lòng đất. Thân xác anh không phải là sắt đá vô tri, mà chỉ là một phần sức sống của tình yêu quê cha đất mẹ.
nên ai thương lấy đời anh chưa vẹn nở nói xong chưa tròn đạo nghĩa sanh Minh Thuận, anh Minh Tâm nha. Chờ Lê tí xíu nha cả nhà mình.